riêng mà ra 116 quả này ấy thì ngó quà này là cái hơi sai sai nhá, nó chó hết cả mắt thế này anh em ạ. Full BTB cộng 8, cộng CR7 BTB cộng 8 này. Hình như bên này nó là cái gì nhỉ? 21T cộng 8. Có cả CR7 21T cộng 8 và CR7 BTB cộng 8 luôn à? Romero con hàng này đang hiếm nhá, đang hiếm trên thị trường chuyển nhượng, còn cho đá cánh này. Biếc lô Benkun Cup này. Ma, cái đội hình này. Cái đội này nhìn nó kinh khủng vậy. Giữ vậy ta. Juve đẹp nhất server chưa nhỉ? Tôi nghĩ đây là Juve đẹp nhất server rồi đấy. Bazzo Biếc lô này, Bóc Ba này. À khủng, thế này mà có 761 triệu trong tài khoản chưa? Tôi thấy hơi sai sai nhá. Ui giời, hòm đồ này. Giấu BB trong thị trường chuyển nhượng à? Giờ để tôi xem lại xem nào. 600 tỷ. 552 tỷ. Depay, Müller, Neuer, Sanchez. Ui như tôi hơi sai nhờ. Tôi hơi sai đấy anh em ạ. Modric này. Seva, nhiều Seva vậy. 1, 2, bao Seva cơ à? Zanbota, Rivando. À hóa ra là như vậy. Hóa ra là như vậy. Và dựa chuyển nhượng xem nào. Xem có giấu giếm ở đâu không. Cầu thủ yêu thích. Đang chưa yêu thích cầu thủ nào cả. Đấy, cầu thủ của tôi thì nó sương sương, nó chỉ thế này thôi. Cầu thủ yêu thích là danh sách của bạn. Thì ra là thì ra là giấu kỹ quá, giấu kỹ quá anh tìm không ra rồi Quý ạ. Em giấu kỹ quá đấy. Hóa ra là vậy. Ok, không đợi anh em, không để anh em phải đợi lâu nữa. Chúng ta vào ngay với cả những cái thẻ đầu tiên đi. Đầu tiên thì sẽ là thẻ BB trước. Nếu thầy thua em donate thầy 50k, bạn thách đấu 100k à? Mình chơi khoảng 5 game ạ. Vì xíu em có thể có việc bận. Ok, xong luôn đấy Bích. Xong luôn em. Ok nha, anh nhận lời. Bilox tháng 11 này nhưng mà nó hơi bị nhiều BB nhá. 700 tỷ. 710 tỷ BB cơ à. Bilox này xem nào. Tôi nhìn nhầm hay sao nhỉ? Hình như là tôi nhìn nhầm. Tôi nghĩ là tôi nhìn nhầm ấy. Chắc ở đây khoảng 5.600 FC thôi. Hình như là 5.613 FC thì phải. Vừa trúng jackpot nữa. Thành ra là thành 56.132 FC. Nó tương đương khoảng tầm 25 triệu. Tầm 25-26 triệu nhờ. Rồi, làm tí gói đầu tiên. Cái này thì chắc không phải lọc. Tôi nghĩ không phải lọc đâu. Mấy cái gói này lọc làm cái gì nhờ. Nhưng mà mùa 23 BL này áo đẹp ấy. Cái mùa thẻ nó đẹp ấy. Tôi thích kiểu màu xanh lá cây như này. Nó mướt mắt. Mở. Ôi trời ơi, không ăn thua rồi. Gói này mà không ra hậu vệ cánh và GK vứt. Việt Nam Bet cộng 8. Lê Huỳnh Đức, Lê Công Vinh, Phạm Thành Lương, Văn Quyết. Tôi chuyển hàng công rồi, tôi không hàng thủ. Tôi có bảo anh em rồi, mở cái gói Việt Nam thì lúc nào tôi cũng phải ra hàng công, chưa bao giờ tôi ra hàng thủ. Thế hôm trước tôi mở ra hàng thủ rồi. Nhưng đó chỉ là tai nạn thôi. Đó chỉ là tai nạn. Và đây sẽ là hàng công. Đây sẽ là hàng công này. CM Xuân Trường. What? 500 tỷ đầu tiên. Dụ Quang Nho 564 tỷ. Bú đét luôn 117. 10 điểm. Không phải là tạm mà là quá bú rồi. Còn gì để mà nói nữa. Đầu xuôi đuôi lọt. Ôi, mở thẻ thế này mới gọi là mở chứ. Điểm báo đấy thầy Nhọ Quang Dung. Còn Nhọ Quang Dung luôn à. Ok, đầu xuôi đuôi lọt. Con hàng này bán được không? Con hàng này kiểu gì chả bán được. 117. Mà hàng Việt Nam nữa bán tốt. Nào, sang năm bán. Rồi tiếp theo. Ôi, quả dụ Quang Nho để ăn Tết xong thì may ra thì bán được. May ra thì bán được. FSO này có này là gói siêu bịp. Gói này chỉ cần qua đường hầm thôi đã là thành công rồi. Đấy, còn bình thường ra gói này là gói bịp. Pháo hoa. Không bao giờ qua đường hầm. Mà đôi khi là pháo xịt. Ủa, qua đường hầm. Ý CB Mandini.
ôn dở Baresi này 23 tỷ 113 đấy cũng được. Có này ra box 3 là ngon này. Ibrahimovic cũng là ngon. Không thì cho tôi quả Messi cũng được. Messi cũng được. Nếu mà là gói bịp thì sẽ ra tầm 116 đổ xuống. Đấy, thường gói này sẽ là gói bịp 115-16 đổ xuống. Không bao giờ được nhiều. CB. Ố. Đấy, tôi biết ngay mà. Mustari. Tôi cốt ra gói này tôi biết. Gói này là gói siêu bịp. Không bao giờ khá được. Câu giờ với lời mở nhanh thôi. Anh em nạp vào mở nhanh. Em nạp vào đi mở nhanh. Ông nào có FC ông tự nạp vào đi mở nhanh. Cay thật mấy con vợ này cứ bảo mở nhanh thôi. Rồi, gói tiếp theo 99 này, gói này thì là gói chuẩn này. Gói này tôi đã từng mở ra tầm 120. Đã từng mở ra 120 rồi. Hy vọng lịch sử sẽ gặp lại. Mở. Pháp. Chết mẹ rồi. Ui rồi. Ui rồi, không phải Hugo à, là cái gì vậy? Austin, ôi Pháp CM là bú rồi. Nhưng mà sao quả dâu này giống Giroud vậy? Có vợ này giống Giroud vậy ta? Này, thì nghiêng nghiêng này giống Giroud mà. Khả năng hơi đen rồi đấy. Làm 10 gói giáp đi. Làm 10 gói giáp đi xem nào. 2 gói min rồi. Quest vô à? Tí hóa luôn, tí hóa luôn. CM còn Rabiot nữa thầy. Khó nhờ. Ước gì làm tiếng Gullit hoặc anh 7 cũng được. Ước gì. Mở nào. CB đi đi rồi. Đi rồi. Mẹ lại min trời ơi. Bịp vậy. Con này hơi bịp nhá. Mẹ mẹ đúng, đúng kiểu nhọ nhọ Quang Dung luôn mà. Mẹ mở quả Việt Nam gian 600 tỷ. Xong rồi ba gói còn lại toàn min à. Vẫn còn cơ hội để mình sửa sai với gói Gullit này. Để cô limit rồi thì bỏ qua này. Gói này dễ ra của ô tô lắm. Gói này dễ ra của ô tô này. Nhưng mà gói này chỉ cần không ra liver thôi. Không ra liver thôi là ok. Mở. Máy tạo phôi. ST xong rồi. Yên quay. À đéo phải, Erwin. Trời ơi, mấy 116. Ôi. Mẹ nó đen. Nó đen. 26 tỷ. Nhưng mà lại ảo giá chứ, 26 tỷ làm sao bán giá 116 được. Con này phải bù gãy người chứ đùa đâu, con này phải ít nhất con này phải tầm 200 tỷ. Dung Vích đang hỏi thế nào rồi anh ơi, không dám trả lời. Thế nào rồi anh ơi, chưa dám trả lời luôn. Ừ, có làm được không? Làm được. Có 99 này mở dễ mà. Min là 114 này. Có này chỉ cần ra tầm 400 tỷ thôi. 400 tỷ thôi là ok. GK không dám nhìn luôn kìa. Chín chín cộng tám ra 114, 28 tỷ. Cứ cho làm tròn là 29 tỷ đi. 29 tỷ cho một vị trí. Trời ơi, sao thế nhở? Em không chắc cặp tai của thầy còn nguyên vẹn với anh Wit. Ôi, chiều anh Zubik, chiều em vừa Zubik vừa sang bên này xong, Lê Bích ạ, vừa sang bên này xong. Đấy, sang tận nơi lốc ạc cho tôi. Đấy, thầy em gửi cho thầy một vòng sự kiện. Thầy làm thế nào thì làm, đấy. Bây giờ cái chun bên trái của thầy đang bị đứt rồi đấy. Còn mỗi cái chun bên phải thôi, thầy cũng cẩn thận. Cũng không dám mở luôn đấy. Cắn lắm rồi đấy. Thank you.
chết mẹ rồi. Bố mẹ, bố mê thủy, trời ơi. Chết mẹ mình, cái sự kiện bi lắc này sao nó lởm thế nhở. Vãi trưởng, 118, 39, 8 tỷ, làm tròn thành 40 tỷ. Mẹ, sau cái sự kiện này có mỗi Gigi thôi, không thấy tai đâu cả. Giờ đôi tai lần cuối, cụ đi chân lạnh toát rồi. Anh em giữ bí mật giúp tôi nha. Giữ bí mật giúp tôi, khả năng là Zoic không biết đâu. 101 này, ra quả CR7 2.000 tỷ. Hoặc là Gulit được. Không dám nhìn, không dám nhìn luôn, có 101 này. Lại bảo ra 116 đi. Riêng mà ra 116 quả này ấy thì còn nha. FP dấu tên, dấu tên đã đâu hết. Dấu ơi, 2.300 tỷ. Ok, được chưa ạ? 2.300 tỷ. Nói cái gì nữa đi. Lại sư. Rồi, chào tạm biệt anh em nhá. Ok, xe máy người tôi nhiều, mày nó phải thế. Hai, dùng mic đầu nhá. Đẳng cấp, đẳng cấp. Đây đâu phải thầy tôi, đây là ôi, ngày cảm mai. Cảm ơn Nick Bích, cảm ơn em. Lên thuyền ra khơi cùng tay gì à? Rồi nhắn tiêu dùng Wix xem nào. Lưỡi ngược lên. Mình làm gì mình phải khóm lóm đấy nhở. Lưỡi ngược lên. Lưỡi ngược lên. Sao phải khóm lóm nhở? Cho em làm đơn xin lỗi thầy. Bọn em hơi sai đấy. Nick Bích hơi sai nhá. Như nào? Nói cái gì đó, tôi cần những cái lời xin lỗi đến từ anh em đấy. Tabi có bao giờ biết mở cái gói như này đâu. Đấy, anh em mấy bạn em chưa like, em cho tôi xin một like nhá. Nhìn kỹ một tí đi anh em, nhìn kỹ đi. Tôi cần ngồi yên ngay ngắn này. Đấy, anh em nói gì nói đi. Ngồi ngay ngắn rồi đấy. Dựa ra này. Nói gì đi nhở? Thôi tôi phải để cho anh em nhìn giám CR7 nó kích kỹ một tí. Con này hiếm người mở ra lắm. Làm hết xuống. Chưa? CB thôi được rồi, thế này thôi. Gói này nhưng mà gói này coi như là gói, gọi là gói rác đi. Mình là lính mà. Brazil, GK. Rồi, Ederson luôn, 120. Mark, 540 tỷ, phôi đẹp. Phôi quá đẹp luôn. Xoài, nó đẹp thế nhờ. Cho vào cái ra luôn. Phôi quá ngon còn gì nữa. Bây giờ ạc này bây giờ chỉ cần phôi thôi mà. Chủ ạc bây giờ chỉ cần phôi thôi. Rồi, mời anh em chiêm ngưỡng. Chiêm ngưỡng lại cái dàn cầu thủ. Sạch. Đáng giá, đáng giá từng xu các bạn. Dũng có hai bằng cử nhân đại học đã donate cho Tai Gigi 10.000 đồng. Ôi cảm ơn Dũng. Giờ chắc y hết phân vân đưa ai mở thẻ giữa thầy Bi Béo và thầy mua R đúng ca. Rõ ràng cùng sống chung một, gọi là một phòng. Đấy, chung một không khí mà lại sao có người mở mắt, có người lại mở min. Đấy,